Hello, Quốc Bình mến chào các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp trở lại các anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hiện tại thì Bình đang trên đường Hải Thượng Lãng Ông thuộc địa bàn quận 5, chợ lớn quận 5 đó các anh chị. Trước mặt các anh chị thấy là một cái lễ hội rất là vui, các anh chị rất là đông người dân đến xem. Ở đây là một cái lễ hội Tết Nguyên Tiêu, đây là một cái buổi diễu hành. Thì cũng hiện tại là cũng khoảng 5 giờ chiều, 5 rưỡi chiều các anh chị. Thì theo đây các anh chị thấy các chị nữ, các bé nhỏ rất là xinh xắn trong các bộ đồ của trang phục của người Hoa, dân tộc Hoa. Thì theo cái Bình nắm thông tin thì cái diễu hành thì cũng thì từ 4 giờ rưỡi Bình đây có mặt ở đây là cũng khoảng 4 giờ các anh chị, có mặt khoảng 4 giờ chờ theo cái lịch đó, trên thông tin trên mạng đó, thì 4 giờ rưỡi bắt đầu diễu hành, nhưng mãi đến tới 5 giờ rưỡi chiều mới chuẩn bị diễu hành. Đây là cái buổi lễ cũng mới bắt đầu diễu hành đó các anh chị. Thường thì cái đây là cái lễ Tết Nguyên Tiêu hàng năm được tổ chức hàng năm. Thì cái buổi diễu hành cái lễ này thì cũng đã ngưng cũng khoảng 2 năm do cái tình hình dịch Covid đó các anh chị, vào năm 2020 và 2021 cũng đã ngưng do cái dịch Covid, và năm 2022 cũng đã tổ chức trở lại. Cái này là do cấp thành phố tổ chức nha các anh chị, được tổ chức tại các quận có đông người Hoa sinh sống. Thì theo Bình nắm thì thường thì tổ chức là quận 5, quận 6, quận 10. Đây là hiện tại Bình đang đứng trên khu vực chợ lớn thuộc địa bàn quận 5. Đây trên đường Hải Thượng Lãng Ông nha các anh chị. Bình cũng đến chia quay để chia sẻ hình ảnh đến các anh chị và các bạn. Phải nói là không khí phải nói rất là đông vui các anh chị, người dân xuống đường xem chụp hình quay phim rồi cũng là rất là đông. Đây là đoàn lân sư rồng. Mời các anh chị và các bạn cùng với Quốc Bình theo đoàn đi diễu hành nha các anh chị và các bạn. Wow, đoàn lân sư rồng các anh chị thấy quá đẹp. Rất là nhiều đoàn để tham gia cái diễu hành nha các anh chị. Mà thấy Bình thấy là đa số là cái lân sư rồng nhiều. Trước mặt các anh chị là chân dung Bác Hồ đang đứng chào, dưới là các hoa sen, phải nói nhìn rất là đẹp, rất là trang trọng các anh chị. Kính thưa các anh chị, thì cái lễ Tết Nguyên Tiêu hàng năm được tổ chức vào ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch, đầu gầm tháng Giêng đó các anh chị, vào đầu năm sau cái Tết truyền thống, Tết cổ truyền Nguyên Đán. Thì cái lễ Tết Nguyên Tiêu nó diễn ra và nó là quy mô rất lớn nha các anh chị, diễn ra rất là nhiều cái các hoạt động như là lễ hội ca múa nhạc rồi ẩm thực Việt Hoa. Đây là một trong cái tiết mục diễu hành trong cái lễ Tết Nguyên Tiêu. Thì thường thì tổ chức trên địa bàn ở khu vực chợ lớn quận 5 do thành phố tổ chức nha các anh chị. Thì đoàn sẽ diễu hành trên các tuyến đường, sau đó sẽ tập trung về cái trung tâm, tới ngay chỗ đường tới Trần Hưng Đạo, tới trung tâm văn hóa quận 5, sẽ tập trung vào đó để biểu diễn. Trung tâm văn hóa là Đại Thế Giới cũ hồi trước đó các anh chị. Thì mình cố gắng là sẽ chia sẻ các hình ảnh ở tại cái phố ẩm thực Việt Hoa cũng như trung tâm văn hóa Đại Thế Giới cũ hồi trước đến các chị và các bạn. Mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi nha.
đây là tới ngay cái khu vực Bùng Binh, Nguyễn Hải Thượng Lân Ông và Châu Văn Liêm nha các anh chị. Đây các anh chị thấy là người dân xuống đường để xem diễu hành và nó rất là đông. Các anh chị thấy là đường kẹt xe luôn. Đây là cái giao lộ Châu Văn Liêm và Trần Đạo nha các anh chị. Đoàn đã đi diễu hành trên cái đường Châu Văn Liêm rồi. Đây là trên đang diễu hành trên cái tuyến đường Châu Văn Liêm thuộc địa bàn quận 5 nha các anh chị. Đây là khu vực chợ lớn quận 5. Wow. Múa các chị nhìn thấy múa rồng rất là đẹp. Thì trong ngày hôm nay, ngày 15 các anh chị gầm, thì ở các trên địa bàn quận 5 thì các chùa chiền cũng là khá nhiều. Thì thường là buổi trong ngày hôm nay, ngày này thì người dân nó đến chùa thắp nhang cầu nguyện nó rất là đông các anh chị. Nhưng mà cũng do tình hình dịch bệnh đó các anh chị, thì theo định được biết thì vào chùa cũng phải khai báo y tế, rồi cái vô phải cho vô từng xếp hàng vô, chứ mình không có vô và các anh chị xem nó lăng rất là đẹp. Thank you.
Đoàn diễu hành đã đi qua Bình An, đi tới cái đường Nguyễn Trãi, đông đông nghẹt rồi các anh chị, đường kẹt xe hết. Thưa các anh chị và các bạn, đây hiện tại mình đang tới đoạn đường ngay giao lộ là đường Lương Như Học và đường Nguyễn Trãi. Đây, khúc trên đường mình đứng là đường Nguyễn Trãi các anh chị, đang các đoàn diễu hành bắt đầu tiếp tục diễu hành trên đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn quận 5. Lên phía trước nha các anh chị, quay hai bên cho các anh chị xem đó, các anh chị thấy là người dân xuống đường quay phim chụp hình phải nói rất là nhiều. Đây là trên tuyến đường Nguyễn Trãi nha các anh chị. Thank you.
người dân xuống hai bên đường phải nói rất là đông các anh chị. Các anh chị thấy quay phim chụp hình rất là đông, rất là nhiều. Mình đang đứng đây là ngay chỗ đường Nguyễn Trãi, đối diện đây là chùa Ông nha các anh chị. Wow, đẹp quá. Các đoàn phía sau, phía trước cũng còn là các đoàn lân sư gồng đang tiến lên, đang đi lên phía trước đó các anh chị. Các đoàn biểu diễn cũng đi qua hết khu vực này rồi các anh chị. Chắc bình video cũng dài, chắc bình xin phép ngừng video cái buổi diễu hành lễ Tết Nguyên Tiêu ở đây. Và mình sẽ cố gắng cập nhật cái những hình ảnh tại trung tâm văn hóa quận 5. Và mình cũng xin phép ngừng video ở đây. Và xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video sau. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi.